Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan trên mọi miền tổ quốc nhé. Phiên video ngày hôm nay em lại lên vừa cập bến rất là nhiều những cái loại hàng đang có nụ để chơi hoa Tết các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, cái lô này thì siêu ưng các bác ạ, nụ quá là đẹp luôn. Đó, nụ rất là mẩy các bác nhá. Đấy, tầm này là các bác cũng chuẩn bị sắm cho nhà mình, ngôi nhà của mình những cái chậu hoa lan là em thấy cũng rất là phù hợp rồi. Tại vì năm nay là bên vận chuyển họ hơi nghỉ sớm nhá, nên là các bác cứ đặt hàng sớm em ship tận nhà cho các bác từ bây giờ. Các bác trang trí nhà cửa từ bây giờ là rất là đẹp rồi đấy ạ. Đấy, ngoài 20 là bắt đầu em thấy là nó cũng rất là vội. Đấy, vội, và lúc ấy thì bên vận chuyển họ bị ùn hàng ấy, nên là thành ra bây giờ các bác đặt là rất là thoải mái thời gian. Đấy, các bác vừa chơi nụ, các bác vừa chơi hoa nhá. Đấy, và nó ổn định cây. Đấy, thì hôm nay em cập bến một cái lô Sato vàng, rất là đẹp luôn các bác ơi. Nụ rất là mẩy các bác ạ, nụ rất mẩy luôn này. Đấy, em bao nở các bác nhá. Em bao nở cho các bác vì là cái hàng này đi mua nhiều lúc cũng phải tuyển lựa các bác ạ. Vì là có những nô họ không nở được và có những nơ rất là thui và rụng hết nhá. Còn cái nô này em bao cho các bác 100% là nở nhá. Đây này, một số chậu bác nào lấy trúng, bác nào muốn lấy chơi sớm hơn thì các bác cứ lấy những cái chậu nó trúng trúng như này các bác này. Đấy, em bao nở nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, thì các bác đặt hàng thì gọi điện giúp em qua số điện thoại là 0394547221 nhé. Đấy, các bác có thể nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo cho em cũng được ạ. Số đó cũng là số Zalo chính của em luôn. Thì cái vàng này thì các bác có thể ghép cho em chậu to thì thành 3 chậu hoặc 5 chậu. Đấy, các bác lên tác phẩm cho em. Đấy, ghép lên những cái chậu chum hoặc là những cái chậu lục giác hoặc là những cái chậu to đôn. Đó, trang trí ngày Tết nhà cửa của mình rất là đẹp luôn. Thì giá em bán đây là chưa bao gồm cước phí các bác nhé. Đó, thì em sẽ hôm nay em về em chia ra thì em có cái hàng 5 ngồng, 6 ngồng và 7 ngồng nhá. Hình như 7 ngồng em chỉ còn 7 ngồng thì nó có lác đác khoảng 1, 2 chậu, 3 chậu gì đấy thôi. Đấy, còn đâu đã chủ yếu là 5, 6 ngồng. Nhưng mà em thấy 5 ngồng đã là to lắm rồi các bác ạ. 5 ngồng đây, chẳng hạn đây em quay cho các bác xem một chậu 5 ngồng này. Đây nhá, em chụp vào em cho các bác ngắm qua cái 5 ngồng là số lượng của nó nhiều như thế nào. Đây, em một chút. Đây ạ, đây các bác này, em để riêng ra nhá. Đây các bác ơi, nụ của nó đã quá trời nhiều rồi. Đấy, 5 ngồng là các bác đủ chơi phê lò rồi các bác ạ. Đó, thì bác là các bác chốt cho em nhá. Thì em chia sẻ 5 ngồng hàng VIP, hàng loại cần cao to. Đó, em chia sẻ 5 ngồng với giá là 450.000 cho một chậu. Và 6 ngồng em chia sẻ với giá là 500k. Và 2 chậu 7 ngồng tầm khoảng 2 chậu thôi, em có khoảng 2 chậu thôi. Đấy, thì em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 nhá. Đó, nụ em bao nở luôn. Hàng các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó, hàng như hình các bác mua cho em. Vì là cái Sato này nó rất là nhiều loại các bác nhá, trên thị trường nó rất là nhiều loại luôn. Hàng loại B, loại C rất nhiều. Còn cái hàng này của em là hàng em đi mua tuyển từng chậu rồi. Đấy, tay em nữa, nên là các bác yên tâm về chất lượng nha. Đó, đấy, nên các bác cứ phải tìm hiểu kỹ trước khi mua, vì là cái hàng này nó rất là nhiều loại. Đó, thì bác nào đặt Sato thì chốt số ngồng giúp em nha. Tiếp theo, em lên một bàn hàng nữa. Em lên hôm nay đây, về một nô đây, cập bến mấy chục chậu, gần 100 chậu đấy các bác này. Còn đang ngập cả nhà, chật cả lối đi luôn. Đấy, là em lên một bàn hàng nữa là các cái chậu của Ô Tiểu Thúy. Ô Tiểu Thúy hay Ô Tử Thúy là một các bác nhé. Hôm nay em về em chia ra làm hai size, vì hôm nay lấy hàng Tết rồi, nó chia ra làm hai size. Một size vừa hơn thì em đang chia sẻ với giá là 250.000, và một hàng VIP size đại, không có hàng to hơn. Em lên cái mặt hoa cho cả nhà đã nhé. Ô Tiểu Thúy hoa cực kỳ thơm các bác ạ. Có một cái bông nó nở mà em thấy nó thơm hơn cả nước hoa luôn. Nên là các bác đừng bỏ lỡ cái mặt hàng này, em thấy nó rất là thơm luôn đấy ạ. Đây, cái mặt hoa của Ô Tiểu Thúy đây các bác nhìn này. Đấy, cái chậu này nó có 4 ngồng thôi mà nó đã đẹp như này rồi. Đó, đây ạ, mặt hoa cận cảnh của nó đây. Đấy, các bác có thể xem đây. Các bác về lên những cái chậu này chơi cho em ngày Tết, nhìn nó rất là sang luôn. Đấy, rất là sang trọng nhá. Đó, thì hôm nay cái hàng size VIP em chia sẻ với giá là 300.000 cho một chậu nhá. Hàng VIP size đại, chậu quá trời thân luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng size VIP nó rơi vào làm 5 ngồng các bác nhá. Nó rơi vào khoảng là 5 ngồng. Đó, em chia sẻ cái hàng VIP này với giá là 300k cho một chậu hàng VIP to. Còn cái hàng bên này, đấy, nó cũng là Ô Tiểu Thúy nhưng nó chỉ có khoảng 3 đến 4 ngồng thôi. Đấy, thì em chia sẻ với giá là
250.000 nhá. 250.000 cho cái hàng nó nhỏ hơn đây. Đây các ơi. Đây này, cái hàng nó nhỏ hơn đây. Nhỏ hơn một chút thôi. Đấy thì em chia sẻ cái hàng nhỏ hơn với giá là 250. Đấy các bác ơi, lấy cái size nào thì các bác có thể báo em có nhận lựa cho các bác nhá. Đó, cái hàng 250 đó chỉ rơi vào khoảng 3 đến 4 ngồng thôi ạ. Đấy là các cái chậu của Ô Tiểu Thúy nhá. Hoa của nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nó thơm lắm ấy các bác ạ. Em thấy đây này, thỉnh thoảng có một hai bông nó lất phất của một chậu nó nở ra một bông ấy. Nó thơm lắm. Đó, ngửi nó siêu thơm luôn. Đấy, nếu mà các bác mà muốn chơi dòng địa thơm thì các bác cứ sưu tầm cái loại này cho em. Đảm bảo không làm các bác thất vọng đâu ạ. Hoa của nó rất là thơm luôn. Đó. Mà hoa những cái nụ như này là chuẩn ngày Tết cho em nha. Tiếp theo, em có các cái chậu của Tiểu Mạc. Đây ạ. Thật sự với các bác là đây em để cái chỗ kia mấy chục chậu nữa. Đây các bác nha, những cái chậu của Tiểu Mạc đây. Hoa của nó đẹp lắm. Và hàng của em toàn bộ là cái hàng nó tầm khoảng 6-7 ngồng các bác nhá. Đấy, em chia sẻ chậu 6-7 ngồng với giá là 190.000 cho một chậu Tiểu Mạc. Còn các bác lấy những cái chậu 8 ngồng thì em có khoảng 2 chậu, em chia sẻ với giá là 200 cho một chậu nhá. Có khoảng 2 chậu 8 ngồng, em chia sẻ với giá là 200 đến 220. Đấy, thì các bác lấy mấy ngồng thì các bác bảo em. Còn 6-7 ngồng em chia sẻ với giá 190. Có khoảng vài chậu 8 ngồng em chia sẻ 220 nhá. Đó, 220. Thì bác nào lấy thì chốt cho em Tiểu Mạc nhá. Hoa của Tiểu Mạc này nó cũng rất là thơm luôn. Em ngửi cái nụ em cũng đã thấy mùi thơm thơm rồi đấy các bác ạ. Đấy, nó nở ra nó rất là thơm nhá. Đấy này các bác yên tâm sưu tầm cái loại này, hoa nó rất là đẹp. Cái màu nó nhìn nó rất là đẹp luôn ý. Đó. Em chia sẻ Tiểu Mạc với giá 190 vài trọng 8 ngồng. Và nhặt riêng thì em chia sẻ 220 nhá. Tiếp theo em về đây, có cả cái đại mạc cổ lá biên này các bác này. Đây ạ. Cái hàng này thì bản lá rất là đẹp luôn. Và các bác nhìn này, chơi những cái lá như này rất là đẹp luôn đây. Đấy, cái lá của nó là hàng lá biên vàng nhá. Đấy, và hàng đang có lúc em chia sẻ cái đại mạc cổ lá biên này với giá là 250.000 cho một chậu bầu siêu to nhá. Và hàng đang có nụ chuẩn Tết ạ. Đã 250.000 cho một chậu đại mạc cổ lá biên. Đấy, các bác nào lấy đại mạc cổ lá biên thì chốt giúp em nhá. Đó, đai châu này. Đai châu... đấy, cứ lác đác châu này thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều bác gọi điện lấy châu đấy. Nên là các bác ủng hộ cho em đi. Vừa em còn khoảng mấy chục chậu châu này nữa. Em chia sẻ cái đai châu này, hàng đang có nụ các bác nhé, hàng đang nụ chơi Tết đấy ạ. Mỗi chậu 4 cây như này, em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho một chậu. 280.000 cho một chậu nhá. Các bác lấy số lượng bao nhiêu thì các bác báo em ạ. Đó, chậu 4 cây. Đấy, cái lô Ô Tiểu Thúy đây. Rất là đẹp. Đó. Đẹp lắm. Đấy. Đây các bác ngắm lại qua cho em những cái chậu của Sato vàng này. Lụ của nó bao mẩy các bác ạ. Em bao nở nhá. Vì các bác mua cái hàng loại B loại C á. Về có khi không chơi được hoa rụng hết lụ các bác ạ. Đấy, nên là các bác phải tìm hiểu kỹ các bác mua, vì là trên thị trường nó nhiều loại á. Đấy thì các bác đặt hàng thì gọi điện giúp em qua số điện thoại là 0394547221 nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ. Và hẹn gặp lại các bác những phiên video tiếp theo nhá. Xin chào.